Chào tất cả các cháu, chú có một cái kỷ niệm nhưng mà nó là một câu chuyện. Với chú thì nó là một câu chuyện đáng để nhớ. Chú nhớ là cái hồi chú mới thi vào trường sân khấu điện ảnh. Thì quả thực là thi vào trường sân khấu điện ảnh ngày xưa rất khó khăn. Ở quê thì cái việc mình thi được vào trong trường sân khấu điện ảnh thì nó là một điều có thể nói rất đặc biệt. Bởi vì nhiều khi cả tỉnh chỉ có một vài người học trong trường sân khấu điện ảnh thôi. Thế thì hồi đó sau khi chú thi vào xong thì tất nhiên là tuổi trẻ thì mình luôn luôn muốn thể hiện, luôn muốn bộc lộ. Thậm chí là mình cố gắng in một chiếc áo, mình ghi cái trường sân khấu điện ảnh rất là đặc biệt, gây chú ý. Thế thì có lần có một cái dịp mà chú cùng mấy anh em về quê. Thực ra thì mình không cố tình, nhưng mà có lẽ nó là một cái phần bản năng của những người mà làm nghệ thuật thôi. Thì chú đi một cái giày boxer cao cổ rồi ăn mặc quần áo nó rất là màu mè. Có thể nói thế nào nhỉ, nó hơi đặc biệt, nó hơi bị chênh ra so với ngày xưa. Mình muốn bộc lộ cái cá tính của mình muốn thể hiện một chút của mình. Nhưng mà rồi thì bố chú mới nói chuyện với chú. Thì bố chú bảo, bây giờ theo bố thì các con thì có một phần các con đã có một cái công việc ổn định. Các con đã có một cái mơ ước mà các con có thể làm được một phần. Và khi các con về quê thì ngày xưa các con như thế nào thì con bây giờ nên như thế. Và bố chú nói thế này, không phải là các anh, các chị hay là các bạn con, những người hàng xóm của mình không giỏi, thậm chí là họ giỏi hơn các con, nhưng mà có thể họ chưa may, họ chưa may mắn như các con. Vì thế, các con ăn mặc nó đơn giản, hòa đồng với tất cả mọi người. Thứ nhất là các con không gây tổn thương cho những người hàng xóm. Có thể tối người ta về, người ta sẽ nói các con, người ta là đấy không bằng người này, người kia. Và phải học người này người kia. Nhưng thực ra không phải mình là giỏi, mà mình là người may mắn hơn thôi. Rồi các bạn các con cũng nhìn các con, và các bạn các con nghĩ rằng mình trội hơn, và các bạn các con buồn. Và đã là bạn với nhau, đã là hàng xóm với nhau, là quê hương thì mình không nên làm vậy. Và bố chú có nói rằng là dù thế nào, dù là mình có thật là nhiều tiền, mình có thật là nhiều niềm vui, những cái thành công, hay những lúc mình tận cùng khó khăn, trắc trở, các con hãy nở nụ cười bình thường, hãy giữ nó. Và đúng quả thực là chúng tôi đi bao nhiêu năm, mỗi cái năm chúng tôi có dịp về quê, dù lúc chúng tôi có tiền, chúng tôi không có tiền, dù những lúc chúng tôi có được những cái may mắn để thành công, hay là những lúc mà các chú khó khăn nhất, các chú không thay đổi, hàng xóm vẫn yêu quý, vẫn trân trọng. Vì thế, chú nghĩ rằng đấy mới là cái tình mà khi mình trở về nhà. Nhiều khi mình có một chút thành công, mình cứ cố gắng, mình bộc lộ thì cái quyền của chúng ta. Nhưng đôi khi cái sự bộc lộ mà gây tổn thương cho người khác thì nếu được, thỉnh thoảng chúng ta có thể cất giấu nó đi. Vì vậy, trong mọi hoàn cảnh, mình vẫn như vậy, giữ cái thái độ như vậy với tất cả mọi người.